Thông tin giá cả thị trường nông sản sẽ tiếp tục chương trình ngày mới sáng nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Từ khi Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khu vực phía Nam thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch, việc tiêu thụ trái chanh ở tỉnh Tiền Giang chậm lại. Nhiều thương lái ngoài tỉnh gặp khó khăn khi đưa phương tiện đến dùng nguyên liệu thu mua chanh. Một số doanh nghiệp chế biến mặt hàng trái chanh cũng ngưng hoạt động. Hiện nay, một vài nhà vườn chỉ bán được chanh do các nhà hảo tâm mạnh thường quân mua tặng cho người dân dùng dịch, nhưng giá chỉ từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký, bao gồm cả chi phí thu hoạch và vận chuyển lên xe. Mức giá này thì chỉ đủ chi phí thu hoạch. Bữa da xanh thời điểm này chỉ ở mức 15 đến 20 000 đồng một ký, giảm 50% so với cùng vụ năm ngoái. Thanh long nghịch vụ cũng ở mức 10 000 đến 15 000 đồng một ký, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Dừa sim xanh giá 50 000 đến 55 000 đồng một chục, 12 trái. Theo các doanh nghiệp thu mua trái cây cho biết, Giá trái cây năm nay giảm là do dịch Covid-19 chưa lắng dịu, thị trường xuất khẩu trái cây gặp khó khăn. Đối với thị trường nội địa, nhiều khu vực thời tiết lạnh, sức mua trái cây giảm. Giá gà công nghiệp lông trắng giảm còn 7.000 đồng một ký, tức một con gà trọng lượng 3 ký khi xuất chuồng chỉ bán được khoảng 20.000 đồng, bằng giá quả bí đỏ. Người chăn nuôi chịu lỗ 20.000 đồng một ký khi xuất chuồng. Điều khiến người chăn nuôi lo lắng hơn là dù giá rẻ nhưng vẫn không thể xuất bán nguyên nhân khiến gà tồn động giá giảm mạnh là bởi nhiều cơ sở giết mổ lớn phải dừng hoạt động trong khi gà xuất ra khỏi chuồng phải qua khâu giết mổ mới đưa đi tiêu thụ được